xin cảm ơn anh chị. Xin chào anh chị, tôi là Nguyễn Minh Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn VinFast. Đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả anh chị đã có mặt trong buổi họp ngày hôm nay và xin kính chúc anh chị một buổi sáng tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Hôm nay tôi xin được giới thiệu về sản phẩm của công ty chúng tôi, đó là về hệ thống điện năng lượng mặt trời. Thì như các anh chị cũng biết là xã hội thì ngày càng phát triển và nhu cầu của con người thì ngày càng tăng cao, và điện là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong tất cả các hoạt động của con người, từ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt cho đến vui chơi giải trí. Tuy nhiên thì trong quá trình sản xuất ra những nguồn điện năng đó thì lại ảnh hưởng tác động trực tiếp đến môi trường rất là lớn, đặc biệt là các phương pháp mà sản xuất điện truyền thống như là nhiệt điện và thủy điện. Các anh chị cũng biết là một nhà máy nhiệt điện có thể phá hủy môi trường xung quanh nó trong phạm vi bán kính lên tới 20 km. Còn thủy điện thì sao ạ? Thủy điện thì ngăn dòng nước của mẹ thiên nhiên và thay đổi toàn bộ hệ sinh thái phía đằng sau hạ du sông. Và anh chị có thể thấy là hàng năm có thể có những trận xả lũ gây ảnh hưởng rất lớn, thiệt hại rất là lớn đối với cả con người và vật chất. Chúng ta thì trên thế giới mới chỉ sử dụng nguồn điện phục vụ cho nhu cầu con người trong khoảng hơn 200 năm trở lại đây thôi. Tuy nhiên thì đến cái thời điểm này, thế giới đã cảnh báo rất là lớn đến vấn đề thiếu hụt và cạn kiệt nguồn nguyên liệu thiên nhiên. Theo tính toán thì để đốt cháy 1 tấn than đá, anh chị có thể thấy là chỉ thu về 6.000 cái nhiệt lượng tương đương khoảng 6.150 kWh, tức là 6.150 số điện mà anh chị vẫn hay thường nói đấy. Tuy nhiên thì chỉ 40% của trong cái nhiệt lượng đó chuyển hóa thành thương phẩm và đến tay anh chị, tức là chỉ còn khoảng 2.500 kWh, con số rất là nhỏ. Vậy thì ở đây có cho em hỏi là ở đây có những anh chị nào mỗi một tháng gia đình mình chi trả khoảng 1.000.000 đến 1.500.000 tiền điện một tháng ạ? Tôi rất là nhiều các bạn. Số tiền điện đó tương đương với khoảng 500 kWh một tháng, là con số trung bình của một gia đình ở Việt Nam. Và để sản xuất ra lượng điện 500 kWh này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phải đốt cháy 185 cân than đá, và nó phát 185 cân than đá này phát thải ra môi trường khoảng 0,3 tấn khí ô nhiễm, và trong đó thì chứa hàm lượng rất là lớn khí carbonic và sulfur dioxide, là tác nhân chính gây ra các hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm nóng lên toàn cầu và các trận mưa axit ảnh hưởng đến môi trường. Vậy thì câu hỏi đặt ra là gì ạ? Chúng ta có nên sử dụng điện nữa hay không ạ? Có. Hay là chúng ta sẽ sử dụng năng lượng như thế nào? Ở trên thế giới thì có đang hiện tại có rất là nhiều phương pháp để sản xuất ra điện, tận dụng nguồn năng lượng của gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, những nhà máy hạt nhân, hoặc là phương pháp truyền thống là sử dụng năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên là mỗi một phương pháp đều có những ưu điểm và khuyết điểm riêng của mình. Ví dụ như anh chị có thể thấy năng lượng gió và năng lượng thủy triều là những năng lượng tái tạo, tuy nhiên là chỉ sử dụng được trong một phạm vi rất là hẹp. Năng lượng hạt nhân thì chưa thực sự phát triển, và năng lượng hóa thạch thì chúng ta đang cần phải tiết giảm bớt cái việc sử dụng năng lượng hóa thạch. Còn năng lượng mặt trời thì sao ạ? Anh chị có thể mường tượng ra vị trí nào trên trái đất mà không có ánh nắng mặt trời đúng không? Năng lượng mặt trời là trong những nguồn năng lượng của thiên nhiên và bền vững, có thể nói là trường tồn cùng với trái đất. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì là nếu không có mặt trời thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái tỷ lệ mà không còn mặt trời nữa thì nó gần như bằng không. Nhưng có những cái, nhưng có những đã có bài viết nói về cái điều này, và nếu anh chị quan tâm có thể vào website của chúng tôi và đọc thêm cái bài như vậy, rất là thú vị. Hệ thống điện mặt trời chúng tôi phân ra làm hai giải pháp chính. Giải pháp thứ nhất là giải pháp về điện năng lượng mặt trời hòa lưới mà không sử dụng lưu trữ, tận dụng toàn bộ ánh nắng và chuyển hóa thành điện năng và giảm tải cho những cái đơn vị sử dụng rất là nhiều điện vào ban ngày. Và giải pháp thứ hai là giải pháp sử dụng có thêm phần lưu trữ. Phần lưu trữ mục đích chính là sử dụng cho các cái giải pháp backup dự phòng cho thiết bị điện, hoặc là các cái giải pháp cho biệt thự sử dụng các năng lượng xanh cho ngôi nhà của mình, hoặc thay thế những máy phát điện. Máy phát điện cũng tiêu thụ những cái nguồn năng lượng hóa thạch từ thiên nhiên.
ưu thế của điện mặt trời trên thế giới là gì ạ? Điển hình đó là các đất nước như Mỹ, Đức và Nhật Bản là đang áp dụng các chính sách mua lại cái nguồn điện năng điện mặt trời. Có nghĩa là cái phần điện dư thừa đó chúng ta sẽ được ghi nhận lại và được bù trừ hoặc mua lại theo cái giá điện của nhà nước. Vậy thì dự kiến theo thông tin nguồn tin đáng tin cậy thì dự kiến là trong khoảng quý 1 năm 2019 là chính phủ sẽ triển khai cái vấn đề này. Và trong cái buổi họp ngày 30 tháng 11 vừa qua thì ông Phó Tổng Giám đốc EVN Đinh Quang Chi đã khẳng định là nếu không có những giải pháp căn cơ về năng lượng thì sau 2020 cái việc thiếu hụt điện là cái điều chắc chắn. Lợi ích của điện mặt trời là gì ạ? Ở đây tôi kê ra một số lợi ích cơ bản là về chống nóng cho những mái nhà sửa, bảo vệ, cải tạo môi trường, giảm tiền điện hàng tháng và gia tăng giá trị ngày công trình. Những lợi ích của điện năng lượng mặt trời đã được chứng minh rất là nhiều trên toàn thế giới. Việt Nam chúng ta chỉ đứng trong những nước đi sau về công nghệ năng lượng mặt trời thôi. Cam kết của phía bên công ty chúng tôi đối với khách hàng là gì ạ? Chúng tôi rất tự hào khi là trong những ngày đầu phát triển công ty, bản thân tôi đã từng từ chối một khách hàng bởi vì bác rất là muốn làm cho căn biệt thự của mình, tuy nhiên là cái nhu cầu bác chỉ về ở mỗi thứ bảy và chủ nhật thôi, và cái việc đó nó thực sự nó không hiệu quả. Chúng tôi cam kết là làm sao cung cấp được cái giải pháp tối ưu cho khách hàng và bám sát những cái mục tiêu mà họ mong muốn. Sản phẩm chúng tôi cung cấp cũng đều có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng những sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Bởi vì sao? Vì là ngành năng lượng mặt trời hiện tại đang rất là phát triển và những cái sản phẩm về liên quan đến hệ thống điện năng lượng mặt trời thì đang rất là nhiều dòng sản phẩm không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng. Khách hàng tiềm năng có thể tư vấn, chúng tôi thường cố gắng liên kết với càng nhiều công ty thiết kế kiến trúc, và để bởi họ là người sẽ tư vấn được cho chúng tôi những căn nhà và nhà cho thuê hoặc là các đơn vị sử dụng nhiều điện vào ban ngày hoặc là các căn biệt thự cao cấp và các cái dự án điện năng lượng mặt trời. Trước khi có trả lời hai câu hỏi từ phía anh chị thì tôi có một câu hỏi đặt ra cho anh chị. Các anh chị có biết những cách nào có thể cứu được thế giới ạ? Ăn mặc như thế như này ạ, lộn trong ra ngoài ạ, hoặc là một con người có thực sự là có tài năng và có tầm nhìn. Tôi chỉ cho anh chị là nếu mà làm một trong hai cách này thì số lượng người đó rất là ít, và nếu mà làm được cả hai thì chỉ xuất hiện trên TV nữa. Tôi chỉ cho anh chị một cách mà chính bản thân các anh chị sau buổi họp này có thể về nhà và bắt tay vào hành động về cái việc cứu thế giới này. Đó là toàn bộ hệ thống đèn trong nhà các anh chị hoàn toàn có thể chuyển sang sử dụng bóng đèn LED và giảm cái lượng điện năng mà các anh chị tiêu thụ hàng tháng, đồng nghĩa với việc giảm cái nguồn năng lượng tiêu thụ từ thiên nhiên và khí thải ra môi trường. Cách thứ hai đó là sử dụng điều hòa inverter hoặc các hệ thống điều hòa như anh Quang cung cấp ở cho các cái tòa nhà, hoặc nếu có điều kiện hơn các cái căn nhà mà anh chị chuẩn bị xây hay thiết kế với không gian thoáng mở và nhiều ánh sáng. Đây là cũng là một trong những cái dự án mà anh Mạnh Massau đang triển khai và rất muốn có được căn nhà như vậy. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Tôi có trả lời hai câu hỏi, thì các anh chị có câu hỏi nào không ạ? Vâng, xin mời anh Tuấn Anh ạ. Cảm ơn bài chương trình rất là hay của vâng. Thì tôi có một câu hỏi đến anh ạ. Gần đây thì tôi có thấy các đơn vị truyền thông, báo đài thường có những cái bài viết mà không được tích cực cho lắm về việc đầu tư điện mặt trời. Họ cho rằng đầu tư điện mặt trời không hiệu quả. Thì bạn có hay anh có ý kiến gì về cái truyền thông? Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Anh. Câu hỏi này kỳ là thú vị. Hệ thống điện năng lượng mặt trời là một trong những cái sản phẩm mà rất đặc thù. Tất cả những sản phẩm sử dụng trên thị trường đều có những cái khía cạnh riêng của nó, và
cùng một sản phẩm đặt ở những vị trí khác nhau đã có những cái hiệu quả khác nhau rồi. Tuy nhiên là sản phẩm điện mặt trời là sản phẩm rất khó để nhìn ra, cho nên là cần một người khi đầu tư một cái hệ thống thì cần một người tư vấn thực sự là có tâm. Tôi lấy ví dụ một option về hệ thống điện mặt trời bên tôi có thể đặt cho một khối văn phòng và giả cho họ khoảng 20 triệu tiền điện một tháng, nhưng cũng một cái option y hệt như vậy đặt cho một cái tòa nhà khác và họ chỉ sử dụng vào buổi tối hoặc ban đêm, sử dụng một phần ít vào ban ngày thôi, thì cũng cái hệ thống điện mặt trời đầu tư như vậy option y hệt thì nó lại không mang được hiệu quả như cái tòa nhà đầu tiên tôi đặt. Cho nên cái việc đầu tư hệ thống điện mặt trời ra sao, như thế nào, không phải chỉ là mua thiết bị về lắp đặt mà cần thực sự là cần có một người tư vấn chính xác theo cái nhu cầu của chủ đầu tư. Xin cảm ơn anh. Xin mời anh em Đinh. Qua cái bài trình bày cảm xúc của anh Hà, tôi thấy là cái điện năng mặt trời rất là tốt cho môi trường, tốt cho nền kinh tế. Nhưng tôi muốn thắc mắc một cái là anh có đáp ứng thắc mắc tại sao mà một sản phẩm tốt như này mà chưa thực sự bùng nổ và được nhiều người dùng thị trường? Và xin cảm ơn anh Đinh, cũng là một câu hỏi rất là hay. Tôi xin trả lời là như tôi đã nói là năng lượng mặt trời có ở khắp mọi nơi, và việc năng lượng mặt trời cũng chỉ là một trong những cái giải pháp sử dụng cái nguồn năng lượng tái tạo từ thiên nhiên thôi. Tuy nhiên là cái ưu thế của nó là chúng ta có thể lắp đặt ở bất cứ nơi nào, và hiện tại là cái giá thành so với điện mặt trời, so với điện gió hoặc là điện thủy triều thì nó đã tốt hơn rất là nhiều, bởi vì cái tính ứng dụng của nó rộng hơn hai giải pháp trên. Lý do vì sao là khi mà điện mặt trời ở Việt Nam mà chưa thực sự phát triển, đó là đối với các cái nước như Đức và Nhật, họ đã áp dụng chính sách mua lại điện năng lượng mặt trời, thì ở Việt Nam nhà nước hiện tại vẫn, tức là các cái chính sách cũng chưa thực sự là hoàn thiện và đáp ứng được cái nhu cầu, đáp ứng được cái nhu cầu mua lại điện mặt trời đó. Thì cái thời điểm bùng nổ về hệ thống điện năng lượng mặt trời này chính là liên quan đến cái chính sách của chính phủ về việc mua bán lại điện năng lượng mặt trời. Thì khi mà có chính sách này thì không phải chỉ đơn vị dùng điện nhiều vào ban ngày, mà kể cả những gia đình sử dụng 500.000 tiền điện một tháng cũng có thể đầu tư điện năng lượng mặt trời. Và đó là câu hỏi vừa câu trả lời thôi. Xin cảm ơn anh chị ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng cho các cái giải pháp của ngành nghề kinh doanh. Các chị đã hiểu thông suốt ngành nghề của anh Hoàng chưa? Rồi. Vâng, các chị đã sẵn sàng là nhà mình chuẩn bị lắp một hệ thống điện mặt trời chưa? Vâng, các chị có biết khách hàng là chưa? Hãy giới thiệu cho anh Hoàng. Xin cảm ơn.